Xin kính chào quý vị đến với những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình thế giới trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Tần Thủy Hoàng sinh vào năm 259 trước Công nguyên, là vị vua thứ 36 của triều Đại Tần và đồng thời là người mở đầu cho kỷ nguyên mới khi kết thúc thời kỳ Chiến Quốc, thống nhất Trung Quốc. Ông tiếp quản ngai vàng sau cha mình và lên ngôi vua khi mới 13 tuổi, trở thành hoàng đế vào lúc 38 tuổi. Sau khi thành công trong việc chinh phục 6 nước lớn, Tần Thủy Hoàng tự mình lựa chọn danh hiệu Thủy Hoàng đế nhằm thể hiện sự vĩ đại của triều đại Tần so với những triều đại trước đó. Theo đó, ngôi mộ của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng luôn thu hút sự chú ý và quan tâm của giới khoa học, khảo cổ học và công chúng, đặc biệt là sau khi có người tình cờ phát hiện ra đội quân đất Nung bảo vệ lăng mộ ông vào năm 1974. Ngôi mộ nằm ở huyện Lâm Đồng, cách Tây An ngày nay 30 km về phía Đông Bắc và được xây dựng trong 38 năm, từ năm 246 trước Công nguyên khi ông mới 13 tuổi, khi đang là vua của một vùng nhỏ hơn, cho đến năm 208 trước Công nguyên, 2 năm sau khi ông qua đời. Nguyên nhân có thể là do ngộ độc thủy ngân. Theo BBC thông tin, các tài liệu lịch sử cho thấy ông bị ám ảnh bởi việc uống thủy ngân để được trường sinh bất tử. Ông thường uống rượu có tẩm thủy ngân và có thể đã chết vì ngộ độc thủy ngân ở tuổi 49. Kể từ khi phát hiện ra lăng mộ, các chuyên gia đã nhiều lần tiến hành các cuộc khai quật. Trong số này, họ phát hiện một số tượng binh sĩ đất Nung nắm tay không. Mỗi pho tượng đất Nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng đều là duy nhất bởi có màu sắc, biểu cảm gương mặt, kiểu tóc khác nhau. Khi nghiên cứu về đội quân đất Nung của Tần Thủy Hoàng, các chuyên gia phát hiện nhiều tượng binh sĩ đều ở trong tư thế tay cầm vũ khí hướng về phía trước. Một số bức tượng đất Nung khác ở tư thế nửa quỳ và hai tay ôm vũ khí quanh eo. Những vũ khí được trang bị cho đội quân đất Nung có nhiều loại như kiếm, cung tên. Tuy nhiên, các chuyên gia phát hiện một số tượng binh sĩ đất Nung ở trong tư thế hai tay dường như đang cầm nắm một vật gì đó. Thế nhưng dù kiểm tra kỹ lưỡng khu vực khai quật, giới nghiên cứu vẫn không tìm ra thứ được đặt trong tay những binh sĩ này. Theo các chuyên gia, những tượng binh sĩ đất Nung này có thể đã cầm nắm trong tay một loại binh khí. Tuy nhiên, trải qua hàng ngàn năm, một số vũ khí trong mộ cổ đã bị phân hủy hoàn toàn theo thời gian. Ngoài đội quân đất Nung, các chuyên gia còn khám phá ra những chiếc đèn được gọi là ngọn đèn vĩnh cửu. Khi được phát hiện, các nhà khảo cổ đều kinh hãi vì chúng vẫn luôn cháy rực, như thể ngàn năm qua chưa từng tắt. Bất chấp việc ở trong môi trường tăm tối, ẩm thấp hàng ngàn năm dưới lòng đất sâu như vậy. Ban đầu, chúng cũng được cho là những tình tiết được người đời đồn thổi và không có thật, nhưng về sau, không ít chứng minh thực tế cho thấy ánh sáng vĩnh hằng này có tồn tại. Một giả thiết đã được đưa ra từ lâu rằng những ngọn đèn không bao giờ tắt được thắp sáng từ một nguyên liệu đặc biệt là mỡ cá voi, chứ không phải là nến sáp như thông thường. Có ghi chép trong các sách cổ của Trung Quốc cho biết mỡ cá voi từng được dùng để thắp sáng vì chúng có độ bền vô cùng cao. Khi phần lớn quần thể lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã được giới khảo cổ khám phá và khai quật, nhưng bên trong lăng mộ chính của vị vua này vẫn chưa một nhà khảo cổ nào dám xâm nhập. Điều này càng khiến lăng mộ của vị vua này nhuốm màu huyền bí. Nguyên nhân thứ nhất được xác định là các chuyên gia e ngại việc mở nó sẽ gặp phải những cái bẫy đáng sợ ở bên trong địa điểm khảo cổ học nổi tiếng nhất thế giới này. Những cái bẫy đó đến từ vũ khí và thủy ngân độc hại. 100 năm sau cái chết của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng, nhà sử học Trung Quốc cổ đại Tư Mã Thiên đã viết sách mô tả quần thể lăng mộ cùng những cái bẫy có thể có trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Theo nhà sử học Tư Mã Thiên, lăng mộ và các công trình xung quanh được xây dựng bởi 700.000 công nhân. Tư Mã Thiên viết rằng lăng mộ chứa một lượng thủy ngân lỏng đáng kể, có thể hình thành nên sông hồ trên bản đồ Trung Quốc với tỷ lệ lớn. Hơn nữa, thủy ngân vào thời điểm đó được coi là thuốc trường sinh. Thủy ngân có thể được xử lý từ quặng chu sa từ thời cổ đại. Theo điều tra radar địa lý và trọng lực kế ngày nay, lăng mộ của vị hoàng đế này, khu vực chứa quan tài có kích thước 80 x 50 x 15 mét khối, với trần của nó thấp hơn khoảng 30 mét so với mặt đất xung quanh. Nền của ngôi mộ giống như kim tự tháp có diện tích khoảng 380 x 330 mét vuông và nó có chiều cao hiện tại khoảng 50 mét. Hiểu biết hiện tại của các nhà khảo cổ là khu vực trung tâm chưa bao giờ bị mở hoặc bị cướp phá. Thợ thủ công được lệnh chế tạo nỏ và tên để bắn vào bất kỳ ai xâm nhập lăng mộ.
Thủy ngân độc được sử dụng để mô phỏng như những dòng sông lớn như sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và biển lớn bao quanh lăng mộ để bảo vệ giấc ngủ của hoàng đế. Ngay cả khi vũ khí nỏ và tên 2.000 năm tuổi bị hỏng, thì dòng sông Thủy Ngân Độc vẫn có thể cuốn trôi những kẻ dám đánh thức giấc ngủ của hoàng đế. Trong khi một số nhà khoa học bác bỏ các điều mà Tư Mã Thiên viết, một nghiên cứu năm 2020 chỉ ra rằng nồng độ thủy ngân xung quanh lăng mộ ở mức cao hơn đáng kể so với dự kiến. Bằng kỹ thuật dò tìm và định vị ánh sáng, các nhà khoa học thuộc Đại học Sư phạm Hoa Nam Trung Quốc đã định vị được lượng thủy ngân trong đất từ 3 địa điểm khác nhau xung quanh lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Kết quả, nồng độ thủy ngân tại khu lăng mộ chính lên tới 27 ng một mét khối, cao hơn đáng kể so với nồng độ thủy ngân xung quanh khu quần thể lăng mộ, khoảng 5 đến 10 ng một mét khối. Tạp chí Nature viết, thủy ngân rất dễ bay hơi, có thể thoát ra ngoài qua các vết nứt phát triển trong cấu trúc theo thời gian, và cuộc điều tra của chúng tôi hỗ trợ các ghi chép biên niên sử cổ xưa về lăng mộ, nơi được cho là chưa bao giờ bị mở ra hay bị cướp phá. Thứ hai, nỗi lo sợ về bẫy thủy ngân không phải là điều duy nhất ngăn cản các nhà khảo cổ khai quật lăng mộ, vì họ cũng có những lo ngại rằng việc mở lăng mộ có thể làm hỏng nó. Thậm chí khi các nhà khảo cổ đang mở một cuộc điều tra tỉ mỉ lăng mộ cũng phải hoãn lại để chờ các phương pháp cải tiến nhằm bảo vệ hiện vật khỏi tiếp xúc với không khí và xuống cấp nhanh chóng. Họ không muốn làm mất đi những thông tin lịch sử quan trọng tại địa điểm khảo cổ học nổi tiếng nhất thế giới này. Bởi hiện tại, chỉ có các kỹ thuật khảo cổ xâm lấn mới có thể vào được lăng mộ, và tất nhiên điều này có nguy cơ cao gây ra thiệt hại không thể khắc phục. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất về điều này đến từ cuộc khai quật thành phố Troy vào những năm 1870 bởi nhà khảo cổ nghiệp dư người Đức Heinrich Lehmann. Với sự vội vàng của mình, công việc của ông đã phá hủy gần như mọi dấu vết của chính thành phố mà ông ấy đã lên đường khám phá. Các nhà khảo cổ chắc chắn rằng họ không muốn mất kiên nhẫn và mắc phải những sai lầm tương tự một lần nữa. Các nhà khoa học đã đưa ra ý tưởng sử dụng một số kỹ thuật không xâm lấn để nhìn vào bên trong lăng mộ. Một ý tưởng là sử dụng hạt muon, sản phẩm hạ nguyên tử của các tia vũ trụ va chạm với các nguyên tử trong bầu khí quyển của trái đất, có thể nhìn xuyên qua các cấu trúc giống như tia X tiên tiến. Tuy nhiên, đề xuất này đều chậm triển khai.